Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Hành trình về hy vọng. Có một cuộc gặp gỡ trong cuộc sống mà hầu như tất cả mọi người đều muốn tránh. Nỗi sợ hãi của sự kiện này đánh đúng vào tình cảm của chúng ta, và chúng ta muốn giả vờ sự kiện này không tồn tại. Bạn có thể nhận biết được điều này. Tuy nhiên, hầu hết những nỗi sợ của chúng ta trông giống như tảng băng. Loại sợ hãi nhất đó là sự chết. Nhưng bạn có thể nói, ồ không, tôi không sợ chết, tôi không nghĩ về điều này nhiều. Có lẽ đó là một trong những điều chứng tỏ nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúng ta càng cao tuổi thì thực tại của cái chết hiện ra lù lù trước mặt. Chúng ta đã và chẳng bao lâu sẽ đối diện với cái chết của vài người bạn thân và người thân trong gia đình. Và chúng ta bắt đầu suy nghĩ nhiều về cái chết riêng tư của chúng ta. Cú điện thoại vào nửa đêm đã thay đổi mọi sự trong đời sống của ba má Susan. Tin tức về Susan, con gái nhỏ đã qua đời vì giai đoạn cuối của căn bệnh, đã làm cho họ giật mình. Nhanh như gió, vì cú sốc quá khủng khiếp, ba má Susan chạy lao đến bệnh viện, nhưng quá trễ. Má của Susan hỏi, bác sĩ Chim, quá nhiều năm, Susan của tôi, nó ở đây với tôi, và bây giờ nó đã ra đi. Tôi không có ai hết. Bác sĩ Chim, tại sao điều này xảy ra? Tại sao? Thật vậy. Một trong những nỗi khó khăn nhất đối với ba má của Susan là nhớ Susan đã thường là một cô bé cơ đốc, sống tích cực làm sao. Bây giờ cô bé đã đi, hầu như quá sức, không thể chịu đựng được. Má của Susan nói tiếp. Susan của tôi, nó là cô bé dễ thương, nó còn quá trẻ, nó không đau ốm trong thời gian quá lâu. Bác sĩ Chim, tôi không biết làm sao tôi có thể tiếp tục sống một mình. Bác sĩ Chim cố trấn an bà. Bà phải tiếp tục vì Susan. Cô bé thực sự không phải đi luôn. Bà ta cứ khăng khăng. Nó đi rồi. Bác sĩ Chim nói. Không, không có điều gì có thể đánh mất đi những kỷ niệm mà bà và chồng bà có với cô bé. Thậm chí không phải cái chết có thể đánh mất những kỷ niệm quý báu của chúng ta. Hàng ngàn điều nhỏ nhặt mà chúng ta không bao giờ quên. Tôi cố suy nghĩ. Tôi thích suy nghĩ cái chết như cuộc hành trình. Bà có biết tôi định nói cái gì không? Bà ta chất vấn. Như là đi xa phải không? Đúng rồi, như là đi du lịch xa, chuyến hành trình xa quê hương. Cái chết chỉ là chuyến hành trình đến hy vọng. Mặc dù người chết vắt mặt xa chúng ta về thể xác, chỉ là thể xác, nhưng những kỷ niệm luôn ở trong tâm trí của chúng ta. Hồn linh của Susan luôn ở với chúng ta. Linh hồn của cô ở với Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng mãi mãi, bởi vì Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần. Có nghĩa là cái chết bị hủy diệt. Có nghĩa phần mộ của bà và tôi và những phần mộ của những người thân chúng ta một ngày nào đó sẽ trống. Ánh sáng của Chúa sống lại, hướng dẫn chúng ta qua bóng tối. Sự chết bị chinh phục. Tất cả đều bị chinh phục. Bác sĩ Jim nói tiếp. Và hãy nghe đây. Cách đây 2000 năm, Đức Chúa Trời đã sai con duy nhất của Ngài
là Chúa Giêsu đến trần gian. Bởi vì Ngài yêu chúng ta, trong khi chúng ta còn là tội nhân đáng bị hình phạt chết. Nhưng Chúa Giêsu bằng lòng chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Sau 3 ngày, Ngài đã đắc thắng tử thần và sống lại. Nỗi đau buồn mà chúng ta cảm nhận về cái chết của người thân không đau thương bằng sự thống khổ của con người Giêsu. Tuy nhiên, Chúa đã sống lại là niềm hy vọng cho nhân loại, mở đường cho chuyến hành trình đến sự sống đời đời, chuyến hành trình về hy vọng. Bởi đức tin, chúng ta tham gia vào chuyến hành trình về hy vọng trong sự bình an. Chúng ta suy nghĩ sự chết chỉ chết về thân xác, nhưng hồn linh luôn ở với Đức Chúa Trời. Khi bác sĩ Jim nói xong, má của Susan đáp lại: "Tôi cảm nhận được lời của Đức Chúa Trời, bởi vì đó là những gì đã xảy ra." Thật vậy, quyền năng lời của Đức Chúa Trời đụng đến đời sống bà. Bà bắt đầu tìm kiếm mối liên hiệp gần gũi với Đức Chúa Trời hơn. Bà tin rằng Chúa Giêsu đã đắc thắng tử thần và bồ mã để ban cho cô bé món quà sự sống đời đời. Bạn thân mến, Chúa Giêsu tìm kiếm chúng ta để bảo đảm cho chúng ta thân xác ở đời này thích nghi hoàn hảo với nhu cầu thể xác vật chất tồn tại này. Thân thể trên trời mà chúng ta tồn tại ở trên trời sẽ thích ứng hoàn hảo với những nhu cầu theo kinh nghiệm thuộc linh. Qua mối liên kết với Chúa Giêsu, chúng ta nhận được thân thể thuộc linh không hề hư nát. Bạn có tin điều này không? Nếu bạn chưa từng tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, Ngài đến gõ cửa lòng bạn ngay hôm nay. Hãy để Ngài ngự vào lòng là Chúa, là chủ của bạn. Khi Đấng sống đến nói chuyện với bạn, hãy để Ngài đồng hành với bạn trên con đường đời này. Hãy đi với Ngài vì Ngài dẫn dắt trên con đường thiện, con đường đến hy vọng. Để làm như vậy, bạn chỉ nói lời cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa cứu thế Giêsu, con cần đến Ngài là Đấng đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con và tiêu trừ sự chết. Bởi sự sống lại của Ngài, Ngài đem lại sự sống bất diệt, để ai chết trong Ngài sẽ được ở trong bình an và hy vọng. Con tin Ngài là Chúa và chủ đời sống con ngay bây giờ. Amen. Muốn thật hết lòng. Thank you.